Tổ dân phố 1 thị trấn Xuân An vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2018. Tham dự lễ có đại diện các ban ngành cấp huyện, cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn Xuân An. Tổ dân phố 1 thị trấn Xuân An có 220 hộ dân với gần 750 nhân khẩu, được chia thành 5 cụm dân cư. Các hộ dân sinh sống trong tổ dân phố chủ yếu là hưu trí và hộ kinh doanh dịch vụ. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 3 năm từ 2016 đến 2018, tổ dân phố 1 đã huy động mọi nguồn lực được trên 250 triệu đồng, làm thêm 7 tuyến đường bê tông tại 5 cụm dân cư có tổng chiều dài trên 400 mét. Hiện nay 100% đường giao thông ở tổ dân phố 1 đã được bê tông hóa 100%. Nhân dân đóng góp trên 150 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, sân bóng chuyền, tổ dân phố. Hiện có 4 đội bóng chuyền, 1 câu lạc bộ văn nghệ dân gian. Thông qua các phong trào ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, nhân đạo từ thiện, đã góp phần đẩy lùi tiêu cực, làm lành mạnh môi trường xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, truyền thống yêu nước. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu ngày càng được quan tâm và thực hiện tốt. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa chiếm trên 96%, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,5%.